Từ hôm nay, một đợt nắng nóng mới sẽ nhen nhóm xuất hiện ở khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung. Dự báo trưa chiều nay, nắng nóng 35 đến 37 độ có thể xảy ra diện rộng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và cục bộ ở Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Sang đến ngày mai, nắng nóng mở rộng khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ tăng lên 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Đợt nắng nóng lần này khả năng sẽ kéo dài đến khoảng cuối tuần. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì hạn mặn tại tất cả các cửa sông đều giảm xuống mức thấp hơn thời điểm mùa khô năm ngoái và năm 2016 từ 1 đến 54 km tùy khu vực, thông tin từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Cụ thể, xâm nhập mặn ở sông Vàm Cỏ Đông trong tuần này từ 8 đến 14/4 là 65 km, tức là giảm 10 km so với tuần trước đó. Sông Vàm Cỏ Tây giảm 7 km, trên sông Cái Lớn cũng giảm 2 km. Nguyên nhân là do hai tuần vừa rồi đã xuất hiện những cơn mưa lớn khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mưa tập trung ở vùng ven biển miền Tây với lượng mưa tích lũy là 40 đến 60 mm. Cùng với mưa lớn thì lượng nước từ đầu nguồn sông Mekong về hạ nguồn cũng tăng nhẹ.